Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em ghé thăm phòng trọ của cụ 70 để xem thử là tình hình của cụ là lên chùa ở hay là về nhà con cái ở, cũng như là hay ở lại cùng với Toàn với Đức ở dãy trọ nha quý vị. Và bây giờ mời quý vị cùng xem video clip mà cụ 70 có những nỗi niềm muốn tâm sự nha quý vị ơi. Dạ con chào cụ 70 ạ. Dạ chào cậu. Dạo này tình hình sức khỏe của cụ sao nè cụ? Bình thường. Bình thường hả? Bây giờ cụ ở trọ ra này được có mong muốn gì ở với con cháu không hay sao? Dạ không. Mà tôi ở với Toàn với Đức à. Mà không có, mà tôi mà tụi nó không có ngó ngàng, không có màng gì tới tôi hết. Tức là mấy con cháu của bà hay sao? Dạ. Tại vì bữa mà đưa cho bà đi là anh chính đưa bà đi, nhưng mà về là bên con cháu mà không có ai hết. Dạ. Thì chở bà về phòng trọ ở. Dạ. Thì lâu nay thì con cháu bà có gọi cho bà không? Dạ không, không có một cuộc điện thoại nào hết. Không có điện thoại luôn? Dạ, không có. Thì bà vẫn dùng số cũ hay sao? Dạ, mà vẫn dùng số hồi đó tới giờ. Ủa, hồi trước con nghe có clip nào nói là con cháu gái bà ở đâu nó đón bà về mà. Mà nó nói vậy là nó, tôi nghĩ là nó mà cái lúc đó là Lục Tàn mà điện cho nó mà điện cho nó rồi nói chuyện gì đó, rồi nó cần cái tiếng nói của tôi xác nhận là nó là cháu của tôi, rồi nó cúp à. Vậy không có nói chuyện nhiều hả? Dạ, là không có nói gì hết. Dạ. Thì sau cái đợt sóng gió vừa qua đó bà, thì những người con cháu, con gái, con rể gì trên clip đó là có phải là người nhà của bà không? Dạ, có một cái hình là mà cháu gái tôi mà đưa lên clip đó là xác nhận là có, chứ mà ngoài ra mấy cái người khác không có được, không có mà vu khống không á. Dạ. Tức là những người mà tự xưng đó là những người nào không ở đậu biết ở đâu thôi chứ bà không có biết đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, nôm na là gọi là dùng những cái áp lực của dư luận mà bà phải rời khỏi cái xóm trọ nghèo đó. Dạ. Tại giờ mình ở trọ thì cũng phải tốn nhiều chi phí á bà. Dạ. Thì Toàn với Đức thì ở chung với bà đúng không? Dạ. Thì nếu tính về lâu dài thì cũng phải như thế nào đó chứ, Toàn nó cũng sẽ đi làm. Dạ. Đức nó cũng sẽ đi làm. Thì không ai nấu cơm cho bà hết. À, cụ ta 70 rưng rưng nước mắt rồi quý vị ơi. Thì cụ ở với Toàn với Đức thì cụ làm những được những công việc gì? Rửa chén có nhà thôi hả cụ? Dạ, mà lặt giặt trong nhà đó. Mà rửa chén với làm nhà. Dạ. Thì con nhìn cái dáng dấp của cụ thì cũng nhìn cũng rất là sang trọng á. Chắc hồi xưa gia thế nhà cụ chắc cũng trăm anh phết thiệt hả cụ 70? Dạ, mà đừng có nói gì, chuyện đã qua rồi. Là bà tới chuyện về quá khứ bà cũng không muốn nhắc lại quý vị ơi, tại nhắc lại cũng gợi thêm cái nỗi buồn cho bà. Thì cuộc sống cũng có lúc thăng lúc trầm á bà. Dạ. Thì bà có thể chia sẻ để cho cộng đồng mạng hiểu hơn về bà, chứ bà không chia sẻ người ta đâu có biết nỗi niềm của bà như thế nào. Mà tôi không không có chia sẻ, mà ai nghĩ sao về tôi, mà ai đánh giá về tôi sao cũng được hết. Mà từ đầu dư luận cho tới bây giờ, hiện tại bây giờ ai nói gì tôi cũng nín thinh hết. Tôi không có mà phân trần hay là cái gì hết. Tôi mà miệng đời mà đúng như là Phi Nhung mà hát bầu ơi mà em đừng khóc,
mà mặt là dèm pha, cái gì cũng chịu đựng hết. Tức là người ta nói gì nói kệ, mình không phải như vậy là được thôi hả bà? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ giả sử có trường hợp con cháu bà mà muốn ghé phòng trọ để đưa bà về trọ nuôi thì bà có đi về không? Dạ không, và tôi biết tánh từ đứa hết mà không không đi đâu hết, mà 3 4 tháng này rồi mà nó biết số điện thoại của tôi chứ, mà chuyện dở lỡ cậu đằng cậu hai Phước là nó biết là tôi tá túc ở đó mà nó không có liên lạc, không có gì đối với tôi hết, mà tôi coi như là không không có con cái gì hết, tôi sống một mình anh đó. Vậy giờ bà bữa giờ bà ở chung với hai đứa nhỏ đó thì hai nó có chăm sóc bà tốt không ạ? Dạ tốt lắm, mà còn hơn ruột thịt của mình đó. Dạ. Giờ bà có ước muốn gì những cái tuổi xế chiều tuổi về già sau này không bà? Chứ tại vì con sợ là toàn nó đi miết rồi bà ở nhà một mình đó. Tôi cũng không biết được tương lai của tôi về đâu nữa. Giờ cái giấc mơ lên chùa của bà nó còn gặp nhiều trở ngại đó. Giờ bà chưa tiêm được vaccine. Nhưng bây giờ bà muốn ở với Toàn với Đức luôn hay là có một cái chùa nào khác thì bà cũng sẽ đi ở chùa? Mà tôi sống với Toàn với Đức quen rồi, mấy tháng nay tôi sống quen rồi mà không biết nữa, tôi không biết nữa. Bà có khi nào bà hỏi với Toàn, Toàn ơi cho bà theo con tới tuổi mà bà về với cõi Phật không? Thì Toàn nói sao bà? Mà tôi chưa chưa mà suy nghĩ tới 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 đó. Dạ. Nhưng mà giờ mình tới tuổi già rồi đó bà, thì bà cũng ở chung với nó, mình nó cũng chưa làm gì hết, giờ nó đang đi tìm việc á, thì ba bà cháu ở trọ mà bà cũng đâu có tiền nhiều đâu mà để chia sẻ tiền phòng cho tụi nó đó bà. Dạ. Thì bà có nghĩ rằng mà giờ cũng khó tại bà cũng đâu làm được việc gì để kiếm tiền để phụ nó đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Bữa con có cái cô nào đó nói hàng tháng gửi cho bà 1 triệu nhưng mà con có nhận có 1 tháng đầu thì còn mấy tháng sau thì con không có thấy Dạ. chứ không phải là Mà gì hết. tôi cũng không ỷ lại cái đó đâu, nhưng mà cái cô đó nói là tôi nghe như vậy thôi, chứ mà tôi không tin là người ta mà thương tôi đến nỗi mà hàng tháng người ta gửi chu cấp cho tôi. Dạ. Bây giờ nếu có mạnh thường quân nào mà muốn hỗ trợ cho bà thì được chút ít nào thì bà góp thêm một ít để phụ cho mấy đứa nhỏ đóng phòng trọ. Dạ Thì ví đúng dụ rồi. như sau này tụi nó đi làm việc có tiền nhiều hay như nào đó thì hai đứa nó hỗ trợ lại ít thì cho bà ở. Tiền ăn thì không tính, chứ bà cũng ăn đâu có nhiêu tiền đâu. Bữa thì con cũng nghe Toàn nó nói thì nếu như cụ 70 mà không lên chùa á thì ở chung với nó thì nó nuôi tới già luôn, nó cũng có nói chuyện với mẹ nó rồi thì mẹ Toàn cũng đồng ý. Thì bà thấy Toàn nói vậy thì bà có ý nghĩ như thế nào ạ? À? Toàn nếu mà Toàn có ý nghĩ như vậy thì tôi vui lắm, mà tôi thương Toàn với Đức như là cháu ruột của tôi vậy đó. Thôi bà đừng khóc nữa. Con biết Toàn thì nó cũng đối xử rất là tốt với bà. Bữa nó cũng có kể với con là nó là
Bà muốn mua xe máy cho nó để nó đi làm, mà cũng hơn là có mặt Mạnh Thường Quân là em Mai ở Úc là có tài trợ nó chiếc xe máy rồi. Tại vì Toàn nó nói là nếu như ai hiểu tính của bà 70 á thì rất là dễ sống, tại vì bà cũng mà thương ai là thương dữ lắm, phải biết tính cách nữa, là phải biết cụ là sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp. Thì Toàn nó cũng hiểu ý bà, nên là con thấy trong mấy đứa nhỏ là không phải nói như là bà là thương Toàn nhất đúng không? Đúng. Dạ, thì qua cách ứng xử dưới nói chuyện là con cũng biết rồi. Thì còn thằng Đức thì khỏi nói đi, thì nó do nó cũng có vấn đề về thần kinh một xíu. Dạ, thì bà cũng thông cảm cho nó nha. Nhưng mà nhiều lúc tính cách của nó, mà trong tính cách của nó đó không bị ức chế thần kinh gì đó cũng rất là dễ thương. Đúng, nó là dễ thương. Chỉ giờ cho con hỏi là cái mong muốn cuối đời của bà như thế nào, bà muốn đoàn tụ với con cháu hay là lên chùa hay là ở với Toàn, là ba cái phương án đó là bà suy nghĩ phương án nào là tối ưu nhất trong cái giai đoạn hiện nay của bà? Mà cậu hai Phước không không có chấp nhận tôi, mà Tại vì cái lúc đó là do cái sống của dư luận rất là nhiều, tạo nhiều áp lực, nên là nếu như bà mà ở lại cái bên vị trọ đó thì cũng khó. Dạ, nên là bây giờ là bà đã ở trọ riêng rồi thì thoải mái rồi, thì bà cứ bộc lộ chia sẻ những cái tâm tư nguyện vọng của bà đi. tôi thâm tâm tôi mà thấy cậu hai Phước mà làm từ thiện là tôi mà cái ý nghĩ của tôi mà từ từ trận xuân soạn đó mà tôi tìm đến cậu hai Phước đó, là tôi mong muốn được sống trong cái mái ấm của hai cậu hai Phước thôi. Rồi mà dư luận ác quá, mà đặt điều này điều kia áp đặt cho tôi rồi, mà tôi phải rời xa, mà mái ấm của cậu hai Phước mà tôi buồn lắm, mà bây giờ là tôi mà sống, mà tôi ước nguyện là sống với Toàn với Đức thôi, không không có nghĩ gì hết. Chứ mà mong muốn tôi là mà rời rời xa, mà 234 quán 234 ở Trường Xuân Soạn đó, mà tôi ở nhà người ta đó. Dạ. Rồi người ta trốn nợ, rồi người ta đi đó, rồi mà tôi bơ vơ lạc lõng lắm, mà tôi mà tìm đến mái ấm mà tình thương của cậu hai Phước, tôi mà cậu hai Phước chấp nhận tôi vô ở, tôi mừng lắm, mà nhưng mà không có được suôn sẻ gì. Bây giờ tôi mà không 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 mà thể nào trở về mái ấm của cộng hai Phước hết, mà tôi ở đây với Toàn với Đức hả? Dạ. Vậy là ước nguyện cuối cùng cuối đời của cụ là muốn ở chung với Toàn với Đức đúng không ạ? Nhưng mà cái ước nguyện của cụ đó cụ đã nói với Toàn chưa? Chưa, mà tôi mà không có mở lời với Toàn được, mà có lẽ là tôi cũng đoán là Toàn cũng cũng biết, mà cái ý Ý nó nguyện của nằm cụ. với tôi là ở với Toàn.
Thì nếu như ở dưới Toàn thì con cũng an tâm hơn. Tại Toàn nó cũng sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp mà nó biết nấu ăn hơn. Còn ông thần Đức thì thôi con không có tin tưởng xíu nào hết luôn á. Thì có gì bà cứ nói chuyện trực tiếp với Toàn đi, rồi để xem như thế nào. Nghĩa là chốt lại là bà quyết định là sẽ ở chung với Toàn với Đức. Thì còn về tương lai về sau như thế nào thì cũng không biết được, nhưng mà hiện tại là Toàn với Đức cũng kêu mang cho bà mấy tháng dịch tới giờ đúng không? Từ lúc mà mình rời khỏi cái xóm trọ của nó. Đúng rồi. Chứ lúc đó là anh Chính rồi anh Quẹo chở bà đi, nhưng mà xuống tới cái hẻm Trần Xuân Soạn thì không có ai đón bà hết, thì bà phải quay trở về gần khu này để thuê trọ ở. Dạ. Rồi con cũng chúc bà sức khỏe nha. Cảm Dạ. ơn cậu. Con ơi, sao mày bỏ con mẹ già? Mẹ bận tép mò cua nuôi mày lớn khôn cơ mà. Giờ đây đủ lòng đủ cánh nên có muốn có đêm bé ra làm hại, nhớ không những ngày bé thơ mẹ nuôi có lớn, đến khi trưởng thành sao có bỏ mẹ cô đơn. Nhớ không những ngày bé thơ mẹ nuôi có lớn, đến khi trưởng thành sao có bỏ mẹ cô đơn. Giờ con sao có để lên trên đầu, có ơi nhớ ngày xưa mẹ già nắng mưa dài dầu. Có ơi mẹ đi bắt tép rơi vào hố sâu, sao lúc ôm đau mẹ không thấy mặt cò đâu. Lúc xưa năm 10 đứa con mẹ nuôi được ơn, lớn khôn năm 10 đứa con bỏ mẹ mình ơn. Lúc xưa năm 10 đứa con mẹ nuôi được ơn, lớn khôn năm 10 đứa con bỏ mẹ mình ơn. Ngoài kênh Bình Định Giáo Yêu thì em còn có kênh Bình Định Não ơi. Quý cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha cả nha.